Rồi lại là em bên đồ cỏ Cần Thơ nha. Xin chào nhà mình đến với clip mới nhất hôm nay bên em nha. Thì đến với hôm nay thì cũng như thường lệ thì bên đồ cỏ Cần Thơ em cũng có chọn ra được một vài sản phẩm rất là đẹp nha. Quay lên để giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình trong video hôm nay. Đặc biệt trong ngày hôm nay là sẽ có hai cái đồng hồ bi sàn rất là độc lạ cả nhà ha. Sẽ có trong mã số 1 nha. Thì các bạn xem được thì nhớ xem được mình cảm thấy thích thấy hay thì nhớ cho em xin một like nha. Là cái ngón tay đưa lên giúp em ha. Các bạn nhìn thấy góc trái thấy ngón tay đưa lên cho em xin một like giúp em nha. Và bên cạnh đó là mình thấy chưa đăng ký, nếu mà chưa đăng ký cả nhà nhấp vô vào chưa đăng ký giúp em luôn ha. Để hàng ngày em lên những sản phẩm thì các bạn cũng có thể xem được nha. Mình xem tham khảo cũng được ha. Khi nào có nhu cầu sưu tầm thì quay lại ủng hộ bên em nha. Thì giờ như nãy đầu clip em giới thiệu thì mã số 1 của ngày hôm nay sẽ là hai cái siêu phẩm rất là đẹp. Đây các anh em xem nha, đồng hồ bi sàn hoạt động trên nguyên tắc là lăn những hòn bi nha. Một con thì được mạ vàng, một con thì không mạ vàng các anh em nha. Đây các anh em xem ha, và nó có hai cái dáng khác nhau đây. Đồng hồ Luân Đôn đây, đầu tiên là con mạ vàng trước. Thì con này là mẫu này là Luân Đôn năm 1769. Đây các anh em xem ha, Luân Đôn năm 1769 nha. Toàn bộ bộ máy nó được mạ vàng như thế này. Mặt có lờ nó gồm có hai mặt, một mặt chỉ giờ và một mặt nó có ba mặt. Một đầu tiên là chỉ giờ ha. Một cái thì chỉ phút, một cái chỉ giây. Mỗi một lần hồng bi lăn qua là 12 giây, lăn đi lăn lại là 24 giây. Đây cả nhà em xem ha. Đó, hoạt động trên nguyên tắc là nó sẽ mình sẽ lên cót, nó có một cái cây để lên cót như thế này. Cây này cũng được mạ vàng luôn, cũng hơi phôi phai thời gian thôi, nhưng mà tình trạng còn rất là đẹp nha. Con này ha. Đây lên cót ở đây, cây chìa khóa nó đây cả nhà em xem ha. Cây chìa khóa cũng rất là to nha. Đó, đồng mạ vàng, nguyên cái bộ máy hoạt động này cả nhà mình xem. Đó, hồng bi sẽ lăn liên tục lên trên một cái sàn như thế này. Mỗi một lần nó lăn qua là 12 giây, tương ứng với đồng hồ trên đây, lăn đi lăn lại là 24 giây ha. Đây là mã số 1, mã số 1 thì có hai cái. Thì cái đầu tiên là cái mạ vàng. Mạ vàng Luân Đôn năm 1769 thì bên em có giá giao luôn cho mình là 16 triệu đồng ha. 16 triệu đồng cho con mạ vàng. Đây là con mạ vàng ha. Nó kèm theo một cái lồng kính này luôn nha cả nhà nha. Kèm theo một cái lồng kính này luôn ha. Lồng kính này để lên nha, tại vì em trong lúc em quay á, lấy cái lồng kính này ra để quay cho cả nhà mình thấy hết bộ máy của nó. Đây bộ máy nó nhìn từ trên xuống nè, rất là đẹp ha. Con này là 16 triệu đồng cho con mã số 1 trong ngày hôm nay nha. Đây mã số 1 mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Và tiếp theo con mã số 2. Con mã số 2 là nó bằng đồng thô đây. Con này là mẫu Luân Đôn năm 1869. Đó, hoạt động trên nguyên tắc cũng lăn những hòn bi như thế này ha. Hòn bi cũng lăn liên tục trên một cái sàn. Đây mình xem ha, lăn đi lăn lại, mỗi lần lăn qua là 12 giây, lăn đi lăn lại là 24 giây. Nguyên bộ máy nhìn từ trên xuống đây, toàn bộ bằng đồng cũ hết luôn nha các em nha. Đó, hòn bi ha. Cái máy nào thì nó đi theo hòn bi đó. Hòn bi khác là đưa vô là không sử dụng được luôn. Đó, và con không có mạ vàng này thì hôm nay bên em có giá giao lưu cả nhà mình là 14 triệu đồng ha. Đây rất là đẹp đây các nhà xem. Mỗi lần nó lăn qua là 12 giây, lăn đi lăn lại là 24 giây. Mình về mình cân chỉnh bằng làm để là nó chạy thôi. Rất là đẹp. Và đồng hồ này á, nếu mà không không có kính để vào thì tầm khoảng là 39 ha. Khi mình để kính vào thì nó tầm có khoảng 40 cm á, 40 đến 42. Và bề ngang của con mạ vàng này tầm khoảng là 27 nè. Và con không mạ vàng thì tầm khoảng là 28 chứ. Con này là khoảng là có khoảng 27-28 cm á. Đây các anh em xem ha. Đây là con này là con không mạ vàng thì 14 triệu ha. Còn con có mạ vàng thì là con mạ vàng 16. Đó, hôm nay em có về được mã số 1 là hai cái siêu phẩm này nè. Thì các bạn có nhu cầu sưu tầm mẫu nào thì liên hệ với em nha. Đây là mã số 1 trong video hôm nay ha. Rồi, mã số 2 trong ngày hôm nay là giới thiệu cả nhà mình một cái con ngựa nha. Vạn sự như ý, chất liệu bằng đồng ha. Về tổng trọng lượng là tầm khoảng là gần 3 kg cả nhà nha. Chiều cao tổng thể là khoảng là 23 cm. Bề ngang đế ha, tầm khoảng là 12. Chất liệu bằng đồng, rất là đẹp đây cả nhà mình xem nha. Và một con ngựa vạn sự như ý như thế này, hôm nay là bên em có giá giao lưu với mình ha. Một con ngựa vạn sự như ý. Con này thì hôm nay bên em có giá giao lưu với cả nhà mình 1.900.000 ha cho một con ngựa vạn sự như ý. Đây là một con ngựa chất liệu bằng đồng ha, mang đầy đủ ý nghĩa nha, vạn sự như ý. Đây là mã số 2. Rồi thứ hai mã số 3. Mã số 3 thì em cũng còn được một con gà đứng trên một cái thỏi vàng. Một con gà đứng trên một thỏi vàng rất là to ha. Con gà này về trọng lượng là tầm khoảng là 2,5 kg và chiều cao tổng thể là tầm khoảng là 22, bề ngang tổng thể là khoảng 15. Và con gà này thì hôm nay bên em có giá giao lưu của mình một con gà ha. Con này 1.200.000 nha, 1.200.000. 1.200.000 cho một con gà đồng ở mã số 3. Mã số 3 ha. Mã số 3. Đây một kiện đầy đủ nha cả nhà nha. Rồi mã số 4. Mã số 4 hôm nay còn được một cái bát ngang. Một cái bát ngang chất liệu bằng đồng cũ nha, có đế luôn nè. Đây hai bên là có hai cái bồm hổ, mình xem ha. Đó, hai bên là hai cái bồm hổ nè, dưới có cái đế để lên ha. Bát ngang này rất là đẹp nha, về trọng lượng tầm khoảng 1,2 kg.
và chiều cao tổng thể là tầm khoảng là 12,5. Đường kính lọt lòng miệng là khoảng 10 cm ha. Và cái bát ngang này hôm nay bên em có giá giao luôn mình là 1,1 triệu thôi cả nhà nha. 1,1 triệu cho mã số 4 ha, mã số 4. Rồi mã số 5. Mã số 5 là hôm nay là còn được một cái bát như ý. Bát như ý ha, ngồi mát cầm bát vàng. Đây cái bát này là cái bát cũng nhỏ nhỏ ha. Bát nhỏ, bát chung thôi. Tổng trọng lượng là tầm khoảng là 800 g. Đường kính ngang tầm khoảng là 18 cm. Rồi chiều cao là khoảng là 8 cm ha. Và một cái bát như ý như thế này. Hôm nay là có giá giao luôn với mình. Hôm nay là sale cho mình cái này nha. Cái này 1 triệu đồng thôi cái nào ha, cái bát nhí, cái bát nhỏ nha. Đó, mình có nhu cầu sưu tầm liên hệ với em ha, mọc chuyện đầy đủ luôn nha. Xem được coi như có gì với nhau nha, nhớ bấm cho em xin một like với em ha, và bấm vào chữ đăng ký kênh nha cả nhà nha. 1 triệu đồng cho mã số 5. Rồi tiếp theo mã số 6 ha. Mã số 6 là có một cái ấm thạch sùng. Đây cả nhà xem nha, một cái ấm là có con thạch sùng trên đây nè. Đó, trên nắp lên ha, rất là độc lạ nha. Ấm thạch sùng ha. Ấm này là rất là độc nha, ảnh nguyên con thạch sùng nó bò lên trên cắm nè. Cái miệng của con này thì nó đang ngậm một cái vòi ha. Trên này rất là đẹp nha, ấm này là ấm thạch sùng. Trên đây là có dơi tài lộc nữa nè. Ấm này tổng trọng lượng là tầm khoảng là 700 g. Rồi chiều cao tổng thể là khoảng 14 cm và bề ngang tổng thể là khoảng là 12 ha. Cái này có giá giao luôn với mình, một cái ấm thạch sùng như thế này là 800 g. 800 g là em hỗ trợ luôn phí vận chuyển toàn quốc cho mình ha. Mã số 6. Rồi tiếp theo mã số 7. Mã số 7 còn được một cái bát như ý. Bát như ý chiêu tài hút lộc ha. Đây là cái bát như ý, hai bên có hai gậy như ý nè cả nhà xem ha. Và trọng lượng là 2,5 kg cho cái bát như ý này. Và chiều cao tổng thể là khoảng là 12 cm, đường kính miệng là tầm khoảng 11. Bát như ý trên đây là có chạm hình ảnh rất là đẹp nè cả nhà xem ha. Rất là nhiều quả tiết trên đây nha, hồ lô nữa này. Đây gậy như ý ha. Và cái bát như ý như thế này. Hôm nay là bên em có giá giao lưu với mình một cái bát như ý như thế này. Có giá giao luôn với mình là 1,4 triệu nha, 1,4 triệu cho cái bác như ý. Ờ, bác như ý mà 1,4 triệu ha cho mã số 7. Rồi tiếp theo mã số 8. Mã số 8 hôm nay là bên em còn được một con đại bàng. Một con đại bàng ha. Con đại bàng này đang gấp một cái thỏi vàng. Đây bề bên hông này mình xem ha. Cái này để bàn làm gì rất là đẹp nha. Chất liệu bằng đồng. Con đại bàng chú tể bầu trời ha, đang gấp một thỏi vàng nè, một chuyện ha. Con này về trọng lượng là tầm khoảng là hơn nửa ký, chiều cao tổng thể là 13. Và sải cánh bề ngang là 10-15 ha. Con này có giá giao luôn mình là 700 ngàn. 700 ngàn cho mã số 8. Mà bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng mình ha. Mã số 8. Mã số 8 có trong video hôm nay nha. Rồi tiếp theo mã số 9. Mã số 9 là một cái đỉnh trầm chút ha. Một cái đỉnh sông trầm chút. Đó, cái này tổng trọng lượng là khoảng 1,4 kg ha. Rồi chiều cao tổng thể là tầm khoảng là 20-26. Rồi bề ngang tầm khoảng là 16 cm, chất liệu đồng. Đó, nó có ba bộ phận như thế này, đây cả nhà em xem nha. Đó, ba bộ phận ghép lại ha, cái đỉnh nè, một chuyện ha. Đây lên, đây là cái nắp để lên. Đó, cái này á, tổng cái này có giá giao luôn với mình là 1,6 triệu thôi nha, một cái đỉnh trúc. Chiều cao của đỉnh trúc này rơi vào khoảng tầm khoảng 25 và bề ngang tổng thể là tầm khoảng là 16 cm ha. Đó, đây là mã số 9, mà bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu của mình nha. Mã số 9 ha. Rồi mã số 10 của ngày hôm nay là một cặp hạt. Đó, đây một cặp hạt. Cặp hạt đạp gùa. Đó, cặp này về trọng lượng là tầm khoảng là 1,2 kg và chiều cao tổng thể là tầm khoảng là 23-24 cm. Bề ngang gùa là tầm khoảng là 10 cm ha. Và cặp hạt như thế này có giá giao luôn với mình ha. Cặp hạt như thế này. Đây, mình xem nha. Cặp hạt đạp gùa ha. Cặp này có giá giao luôn mình 1,5 triệu. 1,5 triệu. Đó, 1,5 triệu cho mã số 10 có trong video hôm nay. Mã số 10 cả nhà nha. Số 10 ha. Rồi tiếp theo mã số 11. 11 là em có một cái ấm rất là đẹp độc lạ luôn. Đây là một cái ấm chất liệu đồng. Ấm này hình ảnh nó giống như một cái quai sách ở trong này ha. Rất là sạch đẹp liền lạc hết nha. Cắm bằng đồng. Đây cắm đồng ha. Ấm trà, tổng trọng lượng nó tầm khoảng là 400 g thôi cả nhà nha. Bề ngang tổng thể là tầm khoảng là 11 cm và chiều cao là 10 ha. Cái này có giá giao luôn mình là 700 ngàn. 700 ngàn giùm em nha. 700 ngàn cho một cái ấm chất liệu bằng đồng ha. Đây là mã số 11. Rồi 12 là một con rồng. Mã số 12 của ngày hôm nay là một con rồng bằng đồng ha. Con này tổng trọng lượng là tầm khoảng 2,5 kg và chiều cao tổng thể là tầm khoảng là 21. Bề ngang là khoảng là 15. Con rồng này thì có giá giao luôn với mình 1,2 triệu nha. 1,2 triệu cho một con rồng chất liệu bằng đồng của ngày hôm nay. Đây là mã số 12 mà bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu của mình ha. Nguyên một con rồng bằng đồng.
đó một chuyện ha. Đây là mã số 12. Rồi mã số 13. 13 là một con cua. Một con cua kẹp tiền ha. Con cua kẹp tiền. Con cua này về trọng lượng là tầm khoảng là 1 ký rưỡi, chiều cao là 21 cm. Rồi bề ngang ha, bề ngang là 16. Chất liệu vận động nha. Và con cua này, đây mình cùng xem ha. Cua này rất là đẹp, cua kẹp tiền ha. Con này có giá giao luôn 1 triệu 2 nha. 1 triệu 2 ha, 1 triệu 2 cho con cua kẹp tiền. Ở đây là mã số 13. Rồi 14, 14 hôm nay mình còn được cặp chuông này. Đó một cặp chuông lắc Tây Tạng ha. Cặp này chiều cao tổng thể là khoảng là 15. Cặp này nhẹ thôi nghe cả nhà nha. Nó tổng trọng lượng là khoảng 400 g cho cặp này. Chuông lắc Tây Tạng và một cặp này hôm nay bên em có giá giao của mình. Một cặp này ha, một cặp này. Cặp này hôm nay là cái giá sale cho mình nha. Cặp này là hôm nay em thanh lý cho mình ha. Cặp này là 800.000, 800.000 cho một cặp chuông Tây Tạng ha. Chuông lắc Tây Tạng xưa nha. Chuông lắc Tây Tạng. Đó thì mình có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ với em ha. Đây là mã số 14. Rồi 15. 15, 15 của ngày hôm nay là một cái ché. Ha, một cái ché gồng phụng, cái ché ha, có gồng có phụng nè. Đó, bằng đồng rất là dày cả nhà nha. Chiêu tài hút lộc, đựng tiền tài tài lộc trong đây ha. Bằng đồng, tổng trọng lượng là khoảng là 600 g, chiều cao tổng thể là khoảng là 15. Bề ngang đường kính miệng là 6 cm. Và cái này mã số 15 có trong video hôm nay. Và số 15 này hôm nay có giá giao lưu với mình. Một cái ché như thế này ha. Cái này thì hôm nay có giá giao lưu 700.000. Cho mã số 15. Rồi 16, 16 là một cặp lân. Đó, một cặp lân ha, một cặp lân chất liệu đồng xưa nha. Số 16 cặp lân bằng đồng xưa. Cặp này chiều cao là khoảng là 12 ha. Và bề ngang đế tầm khoảng là 12. Chất liệu đồng xưa nha. Và cặp này. Cặp này hôm nay có giá giao lưu mình 1.200.000. Tổng trọng lượng là khoảng 1,5 kg cho cặp lân ha. Cặp lân là 1,5 kg. Ở đây là mã số 16 có trong video hôm nay. Mã số 16. Đây cả nhà có nhu cầu sưu tầm báo em nha. Số 16 ha. Mã số 17. 17 là một cái ấm con chuột. Đây chuột sa hủ nếp ha, một cái ấm đồng con chuột. Trên đây là có 1 2 3 4 5 con chuột nha. Ngũ phúc nè. Đó. Ấm con chuột rất là độc lạ luôn. Ấm này về trọng lượng là tầm khoảng là trọng lượng là tầm khoảng nửa ký. Và chiều dài của gắm con chuột này là khoảng là 15. Và cái này có giá giao luôn mình là 800.000 nha. Nguyên ảnh con chuột này. Đó, con chuột rất là độc lạ. Ấm con chuột. Cả nhà có nhu cầu sưu tầm liên hệ với em ha. Đây là con chuột này. Đây là mã số 17. Rồi 18. 18 là con ngựa ha. Một con ngựa mã đáo thành công nha. Một con ngựa ha. Đó có nghĩa là mã đáo thành công ha. Con này trọng lượng là tầm khoảng là 1 kg thôi. Chiều cao tổng thể là khoảng là 21. Rồi bề ngang ha, bề ngang là 10 cm. Chất liệu vận động. Và con này, con này hôm nay là bên em có giá giao lưu với mình. Con này là một hôm nay sale mình nha, 1,1 triệu cho con này. Con ngựa này ha. Đây là mã số 18. Rồi mã số 19 là một con chó chất liệu vận động nha. Đây một con chó chất liệu vận động ha. Và tổng trọng lượng là tầm khoảng là 2,5 kg. Chiều cao tổng thể là 20. Rồi bề ngang ha, bề ngang là khoảng là 14. Con này thì hôm nay có giá giao lưu với mình. Con này ha. Đây là mã số 19, con này 1 triệu 2 nha, 1,2 triệu ha. Một chuyện đầy đủ luôn, 1,2 triệu cho con này. Đây là mã số 19 và mã số 20. 20 là một cái hũ chiêu tài nữa nha, hũ cốc chiêu tài. Đây là một cái hũ cốc chiêu tài hút lộc. Đây, có chú cốc này thải tiền tài vô ha, trên đây là gồng. Ở đây là có nảnh bát quái nữa nè. Và chiều cao tổng thể là khoảng là 13. Bề ngang là 15. Tổng trọng lượng 3 kg. Và cái này có giá giao lưu với mình ha, là 1,5 triệu. 1,5 triệu cho cái này nha. Hôm nay sale cái này nè, 1,5 triệu đó. Cả nhà có nhu cầu sưu tầm liên hệ với em ha. 1,5 triệu cho mã số 20. Và mã số 21 và mã số cuối cùng. Đó là Văn Thù Phổ Hiền. Đó hai tượng nha, Văn Thù Phổ Hiền. Chất liệu bằng đồng. Đây cả nhà xem ha. Và hai tượng này về trọng lượng là 3,3 kg. Và chiều cao tổng thể là 21 cm. Bề ngang ha, bề ngang là khoảng là 12. Chất liệu vận động giùm em nha. Và Văn Thù Phổ Hiền của ngày hôm nay thì có giá giao lưu với mình 1,8 triệu cho hai tượng này ha. Một bên Văn Thù, một bên Phổ Hiền. Người cởi voi, người cởi lân ha. Đây cũng là mã số cuối cùng trong clip buổi trưa ngày hôm nay nha. Không quên cảm ơn cả nhà mình đã luôn đồng hành ủng hộ Đồ Cổ Cần Thơ em ha. Xem được tới đây chưa like bấm like giùm em nha. Và nhớ bấm vào chữ đăng ký kênh ha. Để mình còn có cơ hội gặp lại nhau những video tiếp theo luôn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.